Xin chào các bạn và các bạn đang xem kênh Smart Home Channel. Và đây chính là giao diện của con T3 Mini. Là một giao diện mà cảm thấy rất khá là bắt mắt và khá là đẹp về độ màu sắc nè. Và những cái mục ứng dụng nó được sắp xếp ở trên cái màn hình như thế này. Và các bạn sẽ thấy là một bên đó là màu xanh đậm và một bên màu xanh nhạt như thế này. Đấy. Và những cái mục ứng dụng nó sẽ đưa ra hết ngoài giao diện như thế này. Không phải là hết, là những cái ứng dụng mà chính nó sẽ là đưa ra ngoài như thế này. Cái đây là mình đã tự thêm vào nha. Đấy, các bạn muốn đưa thêm những cái ứng dụng nào mà mình muốn đưa ra ngoài, các bạn có thể nhấp vào dấu cộng như thế này thì nó sẽ vào trong này. Các bạn muốn đưa ra ví dụ như cái ứng dụng TV Center, đấy, các bạn nhấp vào nó sẽ cắm tích lên một cái dấu như thế này thì nó tự đưa ra ngoài. Đấy, còn các bạn nào mà muốn đưa nó vào trong lại cứ nhấp vào một lần nữa như sau, một lần nữa thôi thì nó sẽ được đưa vào trong. Và ở đây thì các bạn bên góc trái á, phía trên thì các bạn sẽ thấy đó là cái khung giờ, thứ, ngày ở đây. Đây chính là tất cả những cái bên ngoài giao diện mà mình muốn nói cho các bạn. Ở đây thì nó sẽ có cái mục, đó là mục tổng app, là mục tổng ứng dụng ở đây. Các bạn có thể nhấp vào đây. Thì bên trong này nó sẽ đưa ra tất cả những ứng dụng mà cái con TX3 Mini này mang lại cho các bạn. Các bạn có thể là tải thêm nhiều ứng dụng thì nó sẽ tự thêm ở phía dưới này. Và bên trong này thì các bạn cũng sẽ thấy đó là một cái giao diện cũng khá là đẹp mắt và dễ nhìn. Ứng dụng nó sẽ được nổi hơn so với cái màu nền như thế này. Bây giờ hãy là vào vấn đề chính, đó là những cái ứng dụng. Thứ nhất, về phần ứng dụng YouTube thì mình sẽ test luôn cho các bạn nhé. Về phần này thì mình sẽ test nhanh cho các bạn qua cái phần ứng dụng YouTube này thôi. Ví dụ như mình sẽ tìm kiếm một bài hát nha. Yeah. Và các bạn thấy nó lướt rất là nhanh và chạy rất là mượt. Ở đây thì các bạn có thể ra chỉnh độ phân giải ở phần góc phải như thế này, nó sẽ hiện lên và các bạn sẽ thấy cái độ phân giải của cái con này có thể là lên tới được 1080p nè, đó là Full HD. Đấy, các bạn, và các bạn có thể là chỉnh phóng to màn hình như thế này tùy ý muốn các bạn. Và ứng dụng tiếp theo của cái con này sẽ hỗ trợ mang cho các bạn, đó là ứng dụng đẳng cấp HD. Đây là ứng dụng để các bạn xem phim VIP. Ở đây thì bên mình sẽ đã hỗ trợ các bạn rồi. Và ở đây thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản xem phim. Ở đây thì mình sẽ cho qua nhanh nha. Mọi việc mang cho các bạn đó là một cấu hình khá là cao và dùng chip rất là tốt để giúp cho các bạn xử lý những cái ứng dụng hay, nhanh và mượt. Thì ở đây các bạn có thể là được trải nghiệm những cái bộ phim bom tấn ở đây. Và trong ứng dụng này nó sẽ chia ra từng mục, đó là phim đang hot nè, phim chiếu rạp và phim lẻ nè. Và mình sẽ trải nghiệm thực tế luôn cho các bạn, đó là mình sẽ ra bấm vào một cái video phim gì đó đi. Đây, phim Liên Minh Công Lý nè. Đây thì nó sẽ ra cập nhật từng lúc từng giờ cho các bạn. Các bạn thấy nhanh không? Thì các bạn nhấp vào sẽ vào luôn, được xem được ngay và luôn. Ví dụ như những cái bộ phim nó sẽ cập nhật những bộ phim mới nhất cho các bạn. Ví dụ như một cái bộ phim chiếu rạp á, thì các bạn có thể là sau khi là chiếu được khoảng từ 1 đến 2 tháng thì nó sẽ có cập nhật lên ngay luôn cho các bạn. Chứ không bao giờ mà có liền được. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Hoặc là nếu mà nó có chiếu sớm, ví dụ như một cái bộ phim chiếu rạp một tuần sau nó sẽ có luôn cho các bạn trên này. Thì một đó là bản cam, hai là bản của gì đó, nhưng mà nó sẽ là không có bị được rõ. Thì sau khoảng một thời gian từ 1 tháng đến 2 tháng thì ta sẽ rõ luôn cho các bạn nhé. Ở đây thì các bạn có thể là tua bất kỳ đâu, ví dụ như các bạn muốn đang xem và nó bị out đó thì các bạn có thể là tua lại ngay cái chỗ mình đang xem lúc nãy. Và còn rất là nhiều bộ phim hay ở trong này, các bạn có thể là vào đây mà trải nghiệm nhé. Và cái ứng dụng thứ hai đó là ứng dụng xem kênh TV. Thì ở đây các bạn có thể là được trải nghiệm những cái kênh TV phổ biến ở trong này, hoặc là ví dụ nó chia ra từng kênh, đó là kênh VTV, VTC, HTV vân vân, hoặc là kênh địa phương ở đây. Các bạn muốn xem nhanh thì cứ vào kênh phổ biến để mà xem. Đây là một trong những cái mục, đây là người ta xem nhiều nhất, nó sẽ đưa lên mục phổ biến này. Ví dụ như kênh VTV1. Ở đây thì các bạn sẽ được trải nghiệm những cái bộ kênh TV, đó là HD, xem rất là rõ.
không bị mê như các bạn sử dụng cáp hay gì đó cũng không? Nếu ở nhà các bạn sử dụng cáp thì các bạn có thể là cắt ngay luôn khi các bạn mua một chiếc Android Box về để tốn tiền hàng tháng. Đấy. Và các bạn cũng có thể là xem được nhờ cái kênh truyền hình Vĩnh Long. Hiện tại thì những cái Android Box bây giờ và những ứng dụng xem kênh TV thì nó đã đều bị khó hết rồi. Nếu các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn hãy lên web đó là smarthome.hsm.com mình để tải cái ứng dụng này. Hoặc là các bạn có thể là mua ngay trực tiếp cái box của mình thì mình đã cài đặt sẵn luôn cho các bạn nhé. Và ứng dụng thứ ba đó là ứng dụng Karaoke Offline. Karaoke Offline này được bao gồm đó là khoảng trên 16.000, đó là khoảng chính xác 16.553 bài, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Karaoke Offline nghĩa là các bạn không cần mạng thì các bạn vẫn có thể là hát karaoke được trên cái box này. Đấy, chỉ có bên mình cài đặt sẵn cho các bạn nhé. Còn các bạn mua ở đâu đó, ví dụ như cái tay Spa Mini này, các bạn mua ở đâu đó nó sẽ không cài cho các bạn đâu. Đấy, ví dụ như các bạn đem cái box mini về quê mình ở không có mạng thì các bạn muốn hát karaoke thì vẫn có thể hỗ trợ được cho các bạn. Các bạn sẽ tìm được những bài hát ở trên này, ví dụ như mình đắp vào một bài đi. Đấy, thì nó sẽ phát lên luôn cho các bạn ngay và luôn đó. Và đây chính là ứng dụng offline karaoke. Ứng dụng này cũng đã nói rất là nhiều đối với những cái dòng video trước rồi. Các bạn có thể là tham khảo lại hoặc là muốn trải nghiệm thực tế thì hãy đến ngay cửa hàng Smart Home của mình nhé. Địa chỉ thì các bạn có thể tham khảo ngay trên web của mình thôi. Và ứng dụng cuối cùng là một trong những ứng dụng mà các bạn quan tâm nhất hiện tại bây giờ, đó là ứng dụng karaoke online điều khiển qua điện thoại. Ở đây thì mình sẽ có một ứng dụng mà mình đã làm một video riêng về ứng dụng này luôn rồi. Đây, ví dụ như điện thoại thì mình đã tải sẵn cho mình đã làm một cái ứng dụng, đó là Karaoke Remote. Ở đây thì các bạn có thể lên CH Play, nó hỗ trợ cho bạn là kẻ ứng kẻ trên hệ điều hành Android và iOS luôn. Các bạn có thể lên App Store hay CH Play tải và ứng dụng Karaoke này. Đấy, nó sẽ có hình remote đó. Khi các bạn vào thì các bạn các bạn phải vào trên Android Box trước, sau đó thì các bạn hãy vào cái ứng dụng trên điện thoại, nó sẽ tự kết nối vào luôn mà các bạn không cần phải nhập mật khẩu gì cả. Ở đây thì các bạn có thể là tìm kiếm bất kỳ bài nào hát nào trên đây, ví dụ như đắp mộ cuộc tình đi. Đấy, nó sẽ là hàng loạt như thế này, đắp mộ cuộc tình, đập vỡ cái đàn như này. Đấy, nhạc sống gì cũng được, nói chung là mình sẽ tìm bất cứ bài nào mà mình thích thôi. Đấy, các bạn nhấp vào bấm chọn, ở đây sẽ thể hiện ra mục là chọn ưu tiên thích nè. Bấm chọn thì lập tức này ngay trên Android Box trên TV mình sẽ chuyển qua ngay lập tức. Đấy, và một cái nữa đó là các bạn có thể là quay bài bằng dưới này, những cái thanh công cụ dưới này, với là quay bài này, play này, hoặc là hát lại bài đó, sẽ chỉnh âm thanh lớn nhỏ ở đây luôn. Và bên này mục đã chọn, ví dụ như mình sẽ đã chọn rất là nhiều bài nha. Đã chọn nè, chọn rất là nhiều ở đây. Thì các bạn qua mục đã chọn, nó sẽ lưu qua mục đã chọn như thế này. Đã hai bài, các bạn có thể bấm ưu tiên. Ví dụ như mình muốn hát bài nào lên thì bạn bấm ưu tiên lên thì nó sẽ lên cho các bạn, rất là hay. Và mình đã có một cái video mà hướng dẫn cái ứng dụng này rồi, mình sẽ không nói nhiều nữa nha. Và vừa rồi là mình đã vừa đã trải nghiệm cho các bạn những ứng dụng mà cần thiết và nhất khi các bạn mua một chiếc Android Box, đó là ứng dụng karaoke online nè, offline đây chỉ bên mình có thể là cài đặt được cho các bạn thôi nhé, và xem kênh TV nè, và xem phim VIP đấy. Và còn những cái ứng dụng khác nữa các bạn có thể là trải nghiệm bằng cách đó là các bạn vào CH Play để tải về Google Play nè. Ở trong này thì vô vàn ứng dụng mà các bạn muốn tải về, ví dụ như muốn chơi game thì cái con tên X3 Mini này nó hỗ trợ chơi game rất là tốt vì sử dụng nó chip đó là Amlogix S905 Rapliu, là một cái con chip mà giúp cho các bạn chơi game rất là tốt. Ví dụ như mình sẽ trải nghiệm cho các bạn một game luôn. Ở đây thì mình sẽ tải một cái game gì đó thử nha. Bạn có thể là trải nghiệm cái game những cái bộ game trên này rất là hay.
đây là mình sẽ là chọn thử thôi một cái thôi. Thử thật ra cái game này cũng khá là nhẹ. Ok, vừa rồi là mình đã trải nghiệm cho các bạn thực tế luôn cho các bạn, đó là chiếc TX3 Mini. Các bạn muốn xem sản phẩm chi tiết giá sản phẩm thì các bạn lên quay web là smarthomehsm.com để xem nhé. Và các bạn đừng quên đó là nhấn like và đăng ký và nhấn luôn nút chuông để là người đầu tiên xem được những video mới nhất được cập nhật ở trên kênh mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.